Hôm nay cô Trang hát bài You Say Đây là một những cái bài mà một sư cực kỳ thích uh, Là bài hát mà mỗi lần nghe là là, là xúc động, là rơi nước mắt Quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của mình đó, nó có nhiều tiếng nói uh, Nhưng mà mình phải trung thủy với cái điều mà Chúa nói về mình, rất là quan trọng Còn mình phải tin vào cái lẽ thật mà Chúa nói về mình Chúa ơi, You Say, Chúa nói mới là quan trọng có nhiều lúc cái cảm tính của mình có nhiều lúc cái sự lừa dối của ma quỷ nó tìm cách để nó nó giật mình và nó đẩy mình ra khỏi tình yêu của Chúa nhưng mà điều Chúa nói về mình mới là quan trọng đó là cái cái ý của cái bài hát mà cô vừa mới tôn vinh Chúa và tôi rất là cảm động về cái sứ điệp đó quý bạn chị em hôm nay mục sư học với quý bạn chị em một cái sứ điệp gọi là đức tin vượt ranh giới và cũng Tiếp tục ở trong cái tinh thần của sự cầu nguyện Và hôm nay chúng ta sẽ học về một cái gương đức tin Mà Chúa gọi là người có đức tin lớn Và một cái sự cầu thai Mà chúng ta thấy được ghi lại và được Chúa khen ngợi Chúng ta xem Kinh Thánh trong Matthew đoạn 15 Từ câu 21 đến câu 28 Tụi con có không? Ok Xin chúng ta cùng xem tôi đọc theo cái bản mà chúng ta có. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Sidon. Sẽ có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lại Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Nhưng ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về Vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta Ngài đáp rằng Ta chịu sai đến đây Chỉ vì các con chiên lạc mất Của nhà Israel đó thôi Xong người đàn bà lại gần Lại Ngài mà thưa rằng Lại Chúa Xin Chúa giúp tôi cùng Ngài đáp rằng Không nên lấy bánh của con cái Mà quăng cho chó con ăn Người đàn bà lại thưa rằng Lại Chúa Thật như vậy Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn Ở trên bàn chủ nó rớt xuống Ngài bèn phán rằng Hỡi đàn bà kia Ngươi có đức tin lớn Việc phải xảy ra theo ý ngươi Cũng một giờ đó Con gái người liền được lành Cái câu chuyện này cũng được chép Ở trong uh, mát đoạn 7 Từ câu 24 đến câu 30 một sẽ đọc, đọc nhanh cho quý vị nghe À... Uh, cái này thì một sư không có báo cho ban uh, IT cho nên là một sư đọc cho quý vị nghe. Mát đoạn 7 từ câu 24 đến câu 30. Đoạn ngay từ đó đi đến bờ cõi thành Ti Rơ và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được vì có một người đàn bà con gái người bị tà ma ám đã nghe nói về ngài tức thì vào gieo mình dưới chân ngài Đàn bà ấy là người Gret, dân Syrophenisi, người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng, lại Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụng của con cái. Ngài bèn phán, hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Con xin Thánh Linh Chúa ngày soi sáng, ngày sức giàu, ngày cho con nói được những điều mà Chúa muốn con cần phải nói và cho quý bạn bà anh chị em nghe được những điều mà Chúa muốn mỗi chúng con nghe cho đời sống tâm linh của chúng con. Con cảm ơn Chúa chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy chúng ta có Matthew, Mark, Luca, Giăng, bốn sách phúc âm đó thường hay được gọi là phúc âm cộng quan. Cho nên ví dụ như cái câu chuyện này chúng ta thấy Matthew tường thuật có những ý trong sách Mark không có ghi, nhưng mà trong sách Mark có những ý thì trong sách Matthew không có ghi. Chẳng hạn như trong câu chuyện này trong mát ghi rõ hơn là Chúa có vào một căn nhà mà không muốn cho ai biết nhưng mà cái người đàn bà này vẫn tìm được để vào để gặp Chúa và cũng trong sách mát nói rõ hơn là cái người đàn bà này đã nghe nói về Chúa Matthew không có cái ý đó nhưng mà trong sách mát lại nói rằng cái người đàn bà này đã nghe nói biết về Chúa cho nên mới đến và một cái điều nữa trong sách mát có nói là Chúa phán với bà rằng hãy đi vì lời ấy Ở bên Matthew chỉ nói là ngươi có đức tin lớn Nhưng mà Mark có nói thêm là vì lời ấy Tức là cái lời mà ngươi dám nói rằng Đúng là chó không được ăn cái bánh ở trên bàn Nhưng mà ăn những cái mảnh vụn rơi xuống Thì cái lời đó bày tỏ cái đức tin của ngươi đó Đã khiến cho con gái ngươi được cứu Quý ông bà anh chị em Đức tin có thể giúp cho chúng ta bước những bước xa hơn và vượt ra khỏi những cái rào cản. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh bởi đức tin mà có những người dám bước ra khỏi cái rào cản của khoa học, của sinh học chấp nhận để Chúa lấy bùn đắp vào trong mắt của mình. Có những bước đức tin mà khiến cho một người mập như sa chê sẵn sàng leo lên trên cây. Có những bước đức tin mà những người như Na Man phải chấp nhận lội xuống dưới sông tắm bảy lần để cho hết bị phun có những đức tin mà người đàn bà bị mất quyết sẵn sàng bò xuống để làm sao đụng được giặc áo của chúa để nhận được sự chữa lành đức tin giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những cái ranh giới để chúng ta có thể rời chạm được tôi đã từng học với quý bà chị em cái câu chuyện người đàn bà ở giếng gia cớp thì chúng ta thấy rằng chúa cũng vượt những ranh giới nhưng mà bởi vì tình yêu của ngài mà ngài vượt ranh giới để đến với cái người đàn bà đó nhưng mà trong câu chuyện này Thì chính cái người đàn bà Canaan này Lại vượt những ranh giới bởi đức tin của mình Chúa rượt vượt ranh giới là bởi tình yêu của Chúa Nhưng mà người đàn bà này vượt ranh giới là bởi vì đức tin của mình Để có thể đến và xin Chúa chữa lành cho con gái của mình Quý ông bà, anh chị em Ở đây chúng ta thấy phép lạ Không phải chỉ là động lại ở cái chỗ là người con gái được chữa lành được giải cứu ra khỏi bị quỷ ám Nhưng mà cái phép lạ là ngay từ những bước đức tin của người đàn bà này Dám vượt những cái hàng rào để có thể đến được với Chúa Cho nên là tôi học với ông bà anh chị em Là chúng ta thấy rằng đức tin của bà vượt ranh giới Cái ranh giới đầu tiên là cái ranh giới về địa lý Ở đây nói là bà từ xứ khác bà đến Bà nghe về Chúa bà đến Vượt khỏi cái thành của mình bà là một cái người ngoại mà bây giờ bà vượt cái ra khỏi cái thành ngoại của mình để đến để gặp được Chúa. Cho nên là đó là cái điều đầu tiên là chúng ta thấy là bà vượt ra khỏi cái 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 ranh giới về địa lý là cái nơi ở của mình để có thể đến gặp được. Bà vượt ra khỏi cái cái ranh giới của sắc tộc là bởi vì Chúa Giêsu là người Do Thái, còn bà ghi rõ là bà là người Canaan, bà là người ngoại. Nhưng mà bà biết cái điều đó. Nhưng mà bởi vì bà nghe về Chúa Giêsu là chỉ có ở trong Ngài mới có cái quyền lực để có thể đuổi được quỷ, chữa được bệnh, cứu người được chết sống lại. Cho nên là tôi biết là tôi ở xa, tôi vượt biên giới mà đến Tôi biết tôi không phải là dân của Chúa Nhưng mà tôi vượt cái ranh giới về sắc tộc để tôi đến Mà không những thế thôi Trong đó chúng ta còn thấy Bà vượt cái ranh giới về thần học Là tại vì cái cái hai cái thành mà Kinh Thánh ghi ở đây đó, Quý ông bà chị em rơ và thành Sidon á Thực ra là hai cái thành là không có thuộc về dân Israel mà không những vậy hai cái thành đó là hai cái thành chống nghịch lại Chúa Ở trong Luca đoạn 10 câu 13 có đề cập như vậy Khi mà Chúa trách cái thành Corazin và thành Bethsaida Thì Chúa nói như vậy Khốn cho mày thành Corazin Khốn cho mày thành Bethsaida Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay Mà đem làm trong thành Tyre và Sidon thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi như vậy thì Chúa đang so sánh về cái độ gian ác, cái độ chống nghịch. Chúa nói là hai cái thành đó là hai cái thành ngoại, là hai cái thành mà không có đức tin chống nghịch với ta, mà nếu như mà ta giảng dạy làm phép lạ như cái cách ta đang làm cho các ngươi ở đây thì hai cái thành gian ác đó nó cũng là ăn năn tin Chúa rồi. Cho nên là khi mà nói tới thành Tyre, nói tới thành Sidon thì là nói tới cái người không có cùng niềm tin những cái người chống nghịch lại với Chúa. Bà biết rõ bà khác địa lý, bà biết rõ là bà khác sắc tộc, bà biết rõ là bà khác niềm tin. Nhưng mà bà có một cái nan đề đó là con của bà bị quỷ ám. Và bà biết đấng có thể giải quyết được cái nan đề và đấng đó là đấng duy nhất có thể giải quyết được cái nan đề là Chúa Giêsu. Cho nên bà sẵn sàng vượt hết tất cả những điều đó để đến. Bà nghe về Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì đức tin đến bởi người ta nghe. Và khi mà bà nghe thì bà có hành động, bà quyết định ra khỏi cái cách thông thường để quyết định phải đến được với Chúa Giêsu, phải tìm cách tiếp cận được với Ngài, ngay cả khi cái luật lệ thông thường người ta không cho phép nhưng mà bà vẫn đến bà biết mình không có đủ điều kiện, bà biết mình không có xứng đáng, nhưng mà bà vẫn đến. Tụi con có thể cho một sự lại cái đoạn Matthew không? Hội thánh có thể cùng cùng theo dõi. Thì thấy rằng ở đây nói rằng có người đàn bà từ xứ Canaan, bà là người ngoại rồi, từ xứ ấy đến kêu lên rằng, lại Chúa, quên bà anh chị em, bà nghe về Chúa, bà là người xứ khác, bà không có đức tin, nhưng bà bà nói rằng lại chúa. Chúa chưa có nhận ngài là Chúa của bà, nhưng mà bà có đức tin đã kêu Chúa là Chúa. Lại chúa là con cháu vua David, đó là cách nói của người Do Thái chứ không phải là của người ngoại bang. Nhưng mà bà học cái cách nào để có thể tiếp cận được Chúa, bà đặt niềm tin nơi Chúa và bà nói theo ngôn ngữ của Chúa để mong là đến để Chúa có thể đón nhận bà. Lại chúa là con cháu vua David xin thương xót tôi xin thương xót trên tôi tôi đến tôi không tôi biết là tôi không có đủ điều kiện tôi biết là tôi không có xứng đáng tôi biết là cái phần đó không phải dành cho tôi nhưng mà tôi thương con của tôi và bây giờ nó đang bị quỷ ám cho nên là xin thương xót tôi cùng con gái tôi mắc quỷ ám và nó làm cho tôi khốn cực lắm bạn chị em ở trong kinh thánh có nhiều lần nói có những người bị quỷ ám nhảy vào trong lửa nhảy vào trong nước ngủ ngoài mồ mả không có còn biết không có còn kiểm soát được mình chúng ta thấy ở Việt Nam có nhiều người con cái của mình rơi vào trong bị quỷ ám có nhiều lúc con cái của mình bị trói buộc bởi xì ke ma túy bởi rượu chè bởi cờ bạc và không có ra được Quý ông bà anh chị em biết không họ tán gia bại sản họ nghe chỗ nào mà có một chút hy vọng gì dù là thầy cúng, thầy pháp, thầy chùa, thầy bối, thầy gì, chỗ nào mà nghe rằng có thể hy vọng là họ đều đến. Nhưng mà không được. Họ đến những trung tâm của nhà nước không giúp được. Và cuối cùng thì họ đến được với Giê-xu Quý vị học kinh thánh với một sư thứ năm thấy rằng chúng ta có nhiều trung tâm nissi. Tất cả những trung tâm đó là những trung tâm giải cứu quý bạn chị em và nhiều người trong đó ngày nay trở thành mục sư là bởi vì họ có những người cha người mẹ đã chạy và tìm Chúa Giêsu cho họ. Cái cái đoạn kinh thánh này cái điều mà cảm động mục sư nhất là chúng ta phải đặt câu hỏi rằng xung quanh chúng ta có những người đang bị trói buộc không? đời sống chúng ta có bị trói buộc không? ở trong cảm xúc của chúng ta có bị trói buộc bởi quyền lực tối tâm không? ở trong đời sống đạo đức của chúng ta ở trong đời sống con cái của mình bây giờ nó ở đâu nó đang ở dưới cái quyền lực nào và chúng ta tha thiết tới mức nào để chúng ta đến với chúa chúng ta biết chúa có giải pháp chúng ta có dám vượt ra những vượt qua những cái rào cản đó để chúng ta có thể đến để kêu chúa để cứu con mình hay không một sự tưởng tượng bà đến bà quăng mình ở dưới chân của chúa tôi nghĩ là Quần áo có thể là sốc xếp Make up có thể là bị trôi hết Bà chỉ khóc than mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình Đánh giá mình là dân tộc gì Là đàn bà hay đàn ông Chúng ta thấy rằng bà vượt tất cả những ranh giới đó Bà vượt cả ranh giới của giới tính Bà làm phụ nữ của người ngoại mà đi gặp một giê -xu là người Do Thái Bà vượt ranh giới đó luôn bà đến Bà sẵn sàng vượt là bởi vì bà thương Bà thương con của mình Chúng ta thương anh em của mình Thương vợ chồng của mình Thương con cái của mình Thương đồng bào của mình tới mức độ nào Để rồi chúng ta có thể Dám vượt những cái ranh giới Để đến với Giê-xu hay không Hay là chúng ta Vẫn còn bị trói buộc Là chúng ta là phải giáo phái nào Phải nhà thờ nào Phải sắc dân nào Phải văn hóa nào Quý bàn chị em, khi mà quý bàn chị em gặp một cái trường hợp mà nguy hiểm khẩn cấp, quý ông bà gọi 911 đó quý bàn chị em nói à, làm ơn gửi nhân viên y tế tới nhà của tôi nhưng mà phải là người quê tôi nha quê tôi Quảng Ngữ á, nói tiếng của tôi nha. Rồi văn hóa của tôi nha, có không? Hay là quý vị chỉ cần một người có thể cứu được con tôi. Khi chúng ta ở trong cái chỗ khốn cùng thì chúng ta sẽ không có cần những cái điều người khác nói gì về mình mà chúng ta chỉ mong là có được Giêsu. Bà gọi Chúa là Chúa, dù Chúa chưa hề nói Chúa là Chúa của bà. Bà hạ mình để kêu Chúa. Bao nhiêu người của chúng ta gặp những cái trở ngại là chúng ta có thể đã dừng lại nhưng mà bà tiếp tục để bươn tới. Chúng ta xem. Môn đồ bèn đến gần Cố nài xin rằng Xin Thầy truyền cho đàn bà này ấy về Vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta Quý vị để ý cái chữ chúng ta Mấy cái ông này Ăn ké Chúa Giêsu Đi theo Cái người đàn bà này đi theo Chúa Giêsu Chứ đi theo mấy ổng đâu Phải không Nó kêu nó về Nó đi, đi, đi kêu bà về để Bà đi theo chúng ta Chúng ta cái khỉ Đi theo Chúa chứ làm gì mà đi theo chúng ta Mấy ổng có cái quyền gì mà đi theo mấy ổng nhưng mà chính những người đó những người nghĩ rằng mình có liên hệ với Chúa mà mình cản trở người khác cho nên bà phải vượt qua một cái ranh giới nữa là ranh giới của những ông thần mà nghĩ rằng tôi ở trong nhà thờ tôi ở lâu năm trong Chúa tôi có quyền ở trong tay tôi có thể quyết định quý vị đến đây khi không đến đây cách ăn mặc như thế nào ra làm sao chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói quên bà anh chị em họ nói là đuổi bà về đi đuổi bà về đi đừng để đi theo chúng ta bà đâu có đi theo mấy ổng nhưng mà chính mấy ổng lại đuổi bà nhưng mà bà vượt cái ranh giới đó bà vẫn tiếp tục người người đáp rằng ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi ở trong cái Matthew ấy, thì có một cái ý mà tôi đọc tôi nghe thấy là thương bà này quá trong Matthew đoạn 15 câu 23 đó khi mà đầu tiên bà đến bà nói rằng lại Chúa là con Chúa và David xin thương xót tôi cùng con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm câu 23 rằng ngài chẳng đáp một lời quý ông bà anh chị em có khi nào mình phải đối diện với sự yên lặng chứ nhiều lúc mình khốn cùng quá mình nghèo quá mình muốn chạy qua mượn một lon gạo mình năn nỉ đi vô không nói một lời nhiều lúc con mình đau ốm mình cần một cái sự cứu giúp yên lặng không nói một lời bà phải vượt qua cái ranh giới của sự yên lặng này Quyên bà bàn chị em có nhiều lúc có vẻ như là chúa không trả lời không có nghĩa là chúa không quan tâm chúa không trả lời không có nghĩa là chúa không quan tâm nhưng mà có nhiều lúc ở trong đời sống của đức tin của chúng ta chúng ta kêu cầu chúa chúng ta nói chúa ơi con kêu như vậy mà không nghe tiếng của chúa không thấy chúa hành động vậy và vượt qua cái sự yên lặng đó vượt qua cái ý nghĩ là chúa không quan tâm tới mình chúa đang khinh thường mình chúa đang khinh khi mình mình cảm thấy mình không có xứng đáng Quý ông bà anh chị em nhớ Marie Mathe khi mà sai người đến với Chúa Giêsu báo về Lazarus bị bệnh chết. Chúa chờ thêm 4 ngày. Không nói không gì cả. Từ sách Malachi cho tới sách Matthew à, lịch sử hội thánh cho thấy rằng có 400 năm mà không ghi lại một cái lời nào của Chúa. Một cái khoảng 400 năm yên lặng có những lúc Ngài yên lặng Không có nghĩa là Ngài không quan tâm Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà người đàn bà phạm tội Tà dâm Đem đến, người ta đòi ném đá người đàn bà đó Chúa không nói gì Yên lặng và viết xuống dưới đất Quý vị nhớ không? Có những lúc Chúa yên lặng như vậy Chúa ở tại tòa Phi Lát Phi Lát hỏi rằng Ngươi không biết là ta có thể làm điều này điều kia cho ngươi Chúa yên lặng Mà không có trả lời chúng ta có vượt qua ranh giới khi mà chúng ta cảm thấy như rằng sao mà Chúa không trả lời con hay là chúng ta bắt đầu trách Chúa, hận Chúa. Tôi uh, thích cái hình ảnh là quý vị có cái GPS ở trong xe hơi. Tôi uh, đi uh, road trip về California mấy lần, mà khi mà đường dài đi như vậy á, là mình cứ chạy, và cái GPS nó không nói gì cả lâu lâu mình cũng muốn nói là mình nghe à, đi đúng đường đó cứ vậy mà đi không hề nghe cái câu đó làm ra mình đi đường dài quá nhiều lúc mình cũng không biết là mình có đi đúng đường sao mà im ru không nghe gì cả nhưng mà quý ông bà anh chị em khi mà mình chuẩn bị đổi access hay là cần phải quẹo là cái GPS nó lên tiếng liền cho nên cái lúc không lên tiếng không có nghĩa là không có tương tác với chúng ta không biết chúng ta đang đi đâu nhưng mà tại vì chưa tới lúc quẹo thì không cần phải nói Có nhiều lúc Chúa yên lặng Nhưng mà tới lúc mà chúng ta cần phải thay đổi Có những điều chúng ta cần phải làm Thì Thánh Linh của Chúa sẽ báo cho chúng ta biết Cho nên là trong lúc mà Chúa cho chúng ta trong sự yên lặng Không có nghĩa là Chúa bỏ mặt chúng ta có nhiều lúc chúng ta cầu nguyện cho con cái mình lâu quá, cầu nguyện cho hôn nhân mình lâu quá, cầu nguyện cho sức khỏe mình lâu quá. Mình hỏi là Chúa ơi sao Ngài yên lặng? Nhưng mà Chúa vẫn nghe, xin chúa cho chúng ta để mỗi lần chúng ta thấy yên lặng thì cứ tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm tiếp tục giảng tiếp tục học tiếp tục phục vụ là chúng ta đang làm cho tới khi nào chúa lên tiếng thay đổi thì chúng ta mới thay đổi không cần biết chung quanh hoàn cảnh khó khăn như thế nào chúng ta cứ tiếp tục bây giờ bà phải đối diện tới một cái một cái ranh giới khác nữa quý bạn bà chị em tiếp theo á thì xong uh, người đàn bà lại gần lại ngài mà thưa rằng lại chúa xin chúa giúp tôi cùng ngài đáp rằng không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó quý ông bà anh chị em tôi nghe câu này tôi nói trời ơi sao mà Chúa nhẫn tâm quá vậy bà đã đi tới mức này rồi mà Chúa còn nói là bây giờ đồ ăn không có cho chó quý ông bà anh chị em chúng ta ở trong cái văn hóa của mình mà nghe tới chó là mình thấy là là, là xúc phạm nặng rồi nhưng mà khi mà chúng ta qua Mỹ chúng ta nói chó là mình thấy nó nhẹ hơn là thú cưng phải không nhiều lúc mà nói tức là nói tới chó là họ, họ cưng cái văn hóa nó khác ở trong văn hóa người Do Thái khi mà nói tới chó là nói tới những người dân ngoại không có giao ước. Cái người Do Thái họ coi cái gì đó, họ coi thường những cái người đó không có trong giao ước. Phải không? Cho nên là trong cái cách mà Chúa nói là cái bánh này là chỉ cho con của ta chứ không có cho chó là đơn giản Chúa nói là không có cho những cái người ngoại mà không có giao ước với Chúa, không có cho gì những người mà không phải ở trong gia đình của Chúa, ở trong dân của Chúa. Bây giờ chúng ta nói một chút bánh của con. Chúa nói là bánh này là bánh của con ta, đó là cái hình ảnh đem chúng ta về ở trong à, cái giai đoạn ở trong đồng vắng thì chúng ta nhớ là mana từ trên trời ban xuống. Và mana đó là bánh từ trên trời ban xuống cho con dân Chúa ban xuống cho con của ngài có đầy đủ cho con của ngài và bất cứ khi nào chúng ta đói là có bánh cho con của Chúa. Quên bạn chị em có khi nào mình đi vào trong cái nhà hàng, phải không? Mình thấy ô oh, đông khách quá nhưng mà cái người uh, waiter cái người đó chạy ra và nói rằng, ô oh, đã có một cái bàn reserve cho mình rồi là mình đi vào đó cái bàn đã đặt sẵn cho mình rồi, không cái đó vui. Phải không, quý ông bà anh chị em cho nên nó là chúng ta là con cái của chúa phải có cái niềm tin rằng chúa có bánh cho chúng ta là con cái của chúa chúa có bánh đó là lời hứa chúa nói rằng có bánh nhưng mà ở đây quý ông bà anh chị em bà đến là xin sự chữa lành cho con của bà nhưng mà khi mà chúa nói thì chúa lại nói rằng không cho bánh cho chó bởi vì bánh để dành cho con như vậy có nghĩa là chúa nói rằng trong bánh đó có sự chữa lành. Chúa Giêsu nói rằng ta là bánh của sự sống, Ngài chính là bánh của thiên đàng ban cho dân sự của Ngài và trong bánh đó, tức là trong Ngài đem tới sự chữa lành. Cho nên rằng Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành, Chúa ban cho chúng ta chính Ngài. Hồi nãy chúng ta đọc bài cầu nguyện chung sao? Xin ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày tức là bánh give me daily bread. This day our daily bread. Tức là bánh hàng ngày. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có bánh là chính Chúa Giêsu. Quý ông bà anh chị em, ở đây cái câu trả lời của bà rất là có đức tin. Nói rằng bà nói Chúa nói phải. Lại Chúa đúng là như vậy. Tức là bà không có nói à, ông nghĩ sao mà tôi là chó hả? Phải không? bà không có ngồi đó để binh vực tôi là ai bà biết cái văn hóa đó bà biết cái tôn giáo đó bà biết cái suy nghĩ đó bà nói lại chúa thật là như vậy xong mà mấy con chó ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó bị rớt xuống tôi có đức tin ở nơi chúa không phải chỉ cho những cái bánh trọn vẹn ở trên bàn mà tôi biết rằng dù là cái miếng nó rụng rời nó rớt xuống dưới đất nó cũng có quyền năng để đem đến sự chữa lành Quý bà cho em biết tại sao vậy không? Tại vì cái gì mà có ở trong cái bánh Thì cũng có ở trong cái miếng vụn đó đó Nếu mà trong cái bánh có đường Thì miếng vụn đó cũng có đường Trong cái bánh có sữa Thì miếng vụn nó cũng có sữa cái bánh có nước Thì miếng vụn đó có nước Ở trong Chúa Giêsu quyền năng cho con của Ngài thế nào Thì cho những kẻ tin đến với Ngài Cũng hưởng được như vậy ở trong bánh đó có sự chữa lành Ở trong bánh đó có quyền năng Ở trong bánh đó có sự sống Trong bánh đó có sự sức giàu Trong giê -xu đó có cho chúng ta Nhưng mà chúng ta Dám vượt cái ranh giới tới mức độ nào Để chúng ta có thể nhận được Quý ông bà anh chị em Cái chỗ này để nhắc chúng ta là Chúng ta nên ở gần người có bánh Ở gần người có bánh Chúng ta nên ở gần những anh em có Chúa. Ở gần với Chúa của chúng ta. Phải tìm bánh cho mình. Ở đây nói rằng Chúa nói Chúa có bánh. Nhưng mà theo cái điều lực á, thì là không có tới ngươi. Nhưng mà bà dám vượt ra khỏi những cái ranh giới luật bằng đức tin để đến với Chúa. Thì cuối cùng chính Chúa là đổi luật để đến với bà. Chúa nói là cái đức tin của ngươi là lớn việc phải xảy ra theo ý của người muốn cũng một giờ đó chứ không phải là năm bảy tháng sau ngay cái giờ đó lúc mà bà có cái niềm tin nơi chúa thì chúa nói rằng con gái của bà ngay tức khắc được lành mà cái chữ lành này hay lắm quý bạn cho em không phải là chữ hiu mà là chữ hô tức là không phải chỉ là lành ở trên thể xác mà là chữa lành cả tâm linh giải cứu cái người con gái này một cách trọn vẹn Chúa không phải chỉ đem tới cái sự chữa lành đáp ứng những cái nhu cầu của chúng ta cần mà Ngài thật sự đem tới cái sự chữa lành trọn vẹn cả trong linh trong hồn trong xác của chúng ta cho những người có niềm tin nơi Chúa. Tới cái chỗ này, tôi tôi mới nhớ có một cái định nghĩa về chứng đạo về truyền giáo đó quý bạn cho em, họ nói truyền giáo là một người ăn mài nói với những kẻ ăn mài khác nơi nào có bánh. Quý vị đi chứng đạo là quý vị nói cho họ biết nơi nào có giê -xu, nơi nào có bánh là bánh có thể giải cứu được họ, là bánh có thể chữa lành được họ, là bánh có thể đem cho họ được sự sống. Mình đi ra mình nói cho họ biết. Quý ông bà anh chị em, có những người gọi là con cái của Chúa mà không đến được vào cái nhà để có bánh thì cuối cùng chính những người ở bên ngoài mà họ có đức tin thì họ nhận được. Ngày nay có bao nhiêu người trên thế giới này nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình để được bánh trong lúc dân Do Thái có nhiều người vẫn chưa tin Chúa Giêsu. Chúa không có phân biệt sắc tộc. Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tất cả mọi người hãy ai tin thì được. Cho nên là chúng ta cảm ơn Chúa là bà có đức tin. Chó là những người không có giao ước Và có đức tin nơi những cái miếng, miếng bánh vụn Và như là con chó ở dưới bàn Việt Nam mình có cái câu gọi là chó trực xương Quý vị có nhiều lúc đó quý vị Thả xương xuống chưa chạm đất là nó táp mất liền Quý ông bà anh chị em Cái người đàn bà này có cái tư thế giống vậy đó Tôi biết một miếng vụn Tôi đang cần một miếng vụn thôi Ngồi ở dưới hả họng nè Mong là rớt cái miếng đó xuống Là sẽ đem tới sự chữa lành giải cứu cho con tôi Quý bà chị em có một cái Sự trói buộc cần sự giải cứu của Chúa hay không Người yêu thương tới mức độ nào Vượt được bao nhiêu ranh giới Để có thể cứu người thân của mình Đừng có để những cái quá khứ Những cái thất bại Những cái hổ thẹn Mà làm cho chúng ta lui đi nhưng mà hãy tiếp tục vượt những cái ranh giới Để đến để nhận được sự chữa lành trọn vẹn của Chúa Chúa đã đổi luật để ban ơn cho người có lòng tin ở nơi Ngài Cho nên qua cái sứ điệp này Tôi cầu mong chúng ta ý thức được rằng Trong Giê-xu là bánh hằng sống Chúng ta thèm khát cái bánh đó cho chính mình Và cho những người thân vì bánh đó có thể đem tới sự chữa lành Bánh đó có thể đem tới sự giải cứu Bánh đó đem đến sự sống đời đời Vấn đề là chúng ta thiết tha Tới mức độ nào Để cứu những người thân của mình Và chúng ta có niềm tin Tới mức độ nào Để chúng ta vượt qua những biên giới Tôi không biết là quý bà anh chị em về Việt Nam Có thấy những cái cảnh Mà mấy người, mấy đứa nó ăn xin không mình ăn nó ngồi ngoài nó giờ mình bỏ cái tô xuống là nó chạy vô nó húp là tại vì nó không cần sĩ diện nó cần sống và nó biết là cái đó là sống mình có thể ăn được cái phần nhiều nó ăn một cái phần dư nhưng mà nó cần sống cho tới khi nào chúng ta cảm thấy thiết thực về Chúa Giêsu là sự sống của mình. Chúng ta không còn sĩ diện. Chúng ta thương yêu những người chung quanh mà chúng ta chạy đến với Chúa và kêu cầu với Chúa vượt ra ranh giới của địa lý, vượt ra ranh giới của sắc tộc, vượt ra ranh giới của giới tính, vượt ra ranh giới của niềm tin, vượt những ranh giới của sự yên lặng, vượt ranh giới của những sự từ khước. Để rồi chính Chúa Ngài nói rằng đức tin của người là lớn. Ở trong kinh thánh chỉ có hai người được khen đức tin lớn mà cả hai người đều là người ngoại quý ông bạn trẻ. Họ phải vượt qua tất cả những cái rào cản để đến với Chúa Giêsu. Nguyện Chúa cho chúng ta học để thấy rằng chúng ta có thể cầu thai cho người thân của mình, vượt những ranh giới. Mình yêu con của mình tới mức độ nào? Người thân của mình tới mức độ nào để mình kêu cầu Chúa vượt qua những cái ranh giới. Và xin Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa đang chờ đợi để ngài có thể thay đổi lực cho những kẻ bằng lòng tin và ngài đem sự cứu rỗi không phải chỉ cho dân ngài mà cho mọi người. Amen.